hai lần vào phòng xin hoàn toàn trái ngược của Hà Hồ, từ giấu kín chẳng ai biết đến công bố gặp nhóc tỳ vạn người mê. Lúc mang thai Subel, đừng có ai đụng tới Subel thôi. Còn lại đối xử tốt là chị cảm ơn hết, bất kể đó là ai. Lúc mang thai Leon Lisa. Bên cạnh sự nghiệp trực trở với nhiều dấu ấn, Hồ Ngọc Hà còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi mối tình hạnh phúc với chàng diễn viên điển trai Kim Lý. Thế nhưng có lẽ ít ai biết được rằng, trước khi có được hạnh phúc, cô cũng từng trải qua những cung bậc cảm xúc đổ vỡ trong tình yêu, được thể hiện rõ nhất qua hai lần vượt cạn của nữ ca sĩ. Con trai đầu lòng của nữ ca sĩ Bé Subel là kết quả của mối tình giữa cô và đại gia phố núi Cường Đô La. Ấy thế nhưng vào thời điểm đó lại không có mấy người biết đến mối tình này, cũng như hành trình cô đi xin hoàn toàn được giữ bí mật với công chúng. Tất cả những thông tin về việc mang thai hay quá trình chuyển dạ của cô khi ấy đều chỉ được xuất hiện qua những lời đồn đoán của người hâm mộ khi thấy bụng bầu lấp ló của cô tại các sự kiện và hình ảnh Cường Đô La đứng bên ngoài phòng sinh. Thậm chí hình ảnh của bé Subel cũng được bố mẹ giấu kín với truyền thông một thời gian khá dài, và những lần xuất hiện cùng nhau của cả gia đình cũng vô cùng hiếm hoi. Mối tình gần một thập kỷ ấy bắt đầu trong thầm lặng và cũng kết thúc trong lặng thầm. Thế nhưng khi đến với Kim Lý thì mọi chuyện lại khác. Gặp Kim Lý sau khi đã trải qua nhiều biến cố và trưởng thành trong cảm xúc, tình cảm cũng như suy nghĩ, lối sống, quan niệm tình yêu của Hà Hồ và Kim Lý dường như chính là minh chứng cho việc đúng người đúng thời điểm, không ngại ngần thể hiện tình cảm với nhau trên mạng xã hội. Họ luôn dành cho nhau những lời khen ngọt ngào, sát cánh bên nhau, xuất hiện trong mọi sự kiện tình yêu ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, khi mang thai, cặp song sinh đầu lòng với Kim Lý, nữ ca sĩ còn được anh cưng chiều hết mực. Nam diễn viên luôn song hành cùng cô trong mỗi lần khám thai, chăm sóc và đồng hành trong mọi giai đoạn của thai kỳ, từ những ngày đầu khó khăn nhất đến khi cô sinh con thành công. Mỗi khoảnh khắc được ghi lại trong bộ phim tài liệu được chính Hồ Ngọc Hà chia sẻ đã trở thành minh chứng rõ nhất cho tình yêu mà Kim Lý dành cho cô. Khác hẳn với những thông tin được giấu kín lúc trước, trong lần mang thai thứ hai, tất cả mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của cô, từ công việc tới sinh hoạt hàng ngày, những thay đổi trong tâm lý ngoại hình từ những ngày tháng đầu mang thai đều được ghi lại, làm thành một bộ phim tài liệu của riêng cô và đã được công chiếu rộng rãi tại các rạp với tên gọi Rồi Một Ngày Hà Nói Về Tình Yêu. Có thể thấy bước qua những lần đổ vỡ, những tổn thương trong quá khứ, giờ đây Hà Hồ đã thực sự tìm thấy được bến đỗ của cuộc đời mình. Ở bên đúng người, cô không chỉ là nữ hoàng giải trí luôn tỏa sáng khi xuất hiện trước công chúng, mà còn là một bà mẹ bỉm sữa quốc dân, một người vợ đảm đang, người con dâu hiền. Những khoảnh khắc các con nhà Hồ Ngọc Hà chơi đùa là lúc các bé bộc lộ rõ nét tính cách và sở thích. Bé Lisa dần thoát khỏi vẻ mỏng manh ngọt ngào trước đây, thay thế dần bằng tính cách tinh nghịch, lém lỉnh và rất thích đùa giỡn. Dù là ái nữ duy nhất nhưng nữ ca sĩ không quá nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mà để con thoải mái chơi đùa tự lập, thậm chí đỏ hỏn cả hai má. Bé Leon luôn giữ vững phong độ là cây hài nhí của cả nhà, cậu ú đi đến đâu tiếng cười rộn ràng đến đó, vitamin vui vẻ văng khắp một khoảng không. Cậu nhóc rất dạng dĩ, ngày càng lấu cá, thậm chí không sợ trời không sợ đất, cùng mẹ và anh hai chơi những trò cảm giác mạnh, là anh hai của gia đình. Bé Subel chơi đùa vừa sức và cùng mẹ quan sát chăm sóc hai em. Đây là khoảng thời gian nghỉ hè quý giá của cậu bé sau thời gian dài học tập áp lực. Từ cách cho các con đi chơi đã cho thấy cách giáo dục khéo léo của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, cặp đôi vừa cho các con giải trí lồng ghép vào đó cách sống tự lập, tự phản ứng với các tình huống, cách dạy dỗ vừa mềm mỏng cũng vừa cứng rắn với từng tính cách của con, giúp tổ ấm của Hồ Ngọc Hà càng được khán giả yêu mến. Là con của cặp đôi nghệ sĩ nổi bật của Vbiz, Subel, Lisa và Leon có lượng fan đông đảo không kém cạnh ba mẹ. Mỗi biểu cảm, hành động của mỗi bé đều khiến cư dân mạng thêm yêu mến.